Mình là Đậu Đậu. Mới ngày nào mình mới đến lớp học nhảy, nhìn thấy các bạn tập luyện rất đẹp, mình mê lắm. Nhưng khi bước vào lớp, mình mới ngỡ bộ môn nghệ thuật này thật khó khăn làm sao. Có những lúc tập luyện, mình thực sự chán nản, bứt rứt lắm mãi, tập mãi mà chả khá lên được chút nào. Nhưng với niềm đam mê, mình đã cố gắng vượt qua mọi thử thách, khó khăn của bản thân. Mình lại vui vẻ, còn thú và quay trở lại phòng tập cùng các bạn. Nỗ lực của bản thân, mình đã tập luyện không mệt mỏi, thậm chí đổ mồ hôi và cả những giọt nước mắt xuống phòng tập. Và để có ngày hôm nay, mình xin gửi tới các bạn một lời khuyên. Không có việc gì khó, chỉ cần sự đam mê, nỗ lực của bản thân chúng ta sẽ thực hiện được mọi ước mơ cháy bỏng của mình. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. 'Cause you know I'm all about that bass, about that bass.